đàn trai tới. Hôm nay gia đình mình sẽ đi lên nhà anh Nguyễn nha cả nhà, ăn Tết muộn, còn mùng còn Tết cả nhà ơi. Chào bạn. Hello anh Nguyễn. Dạ con chào bác Sáu. Vui không? Vui không? Bữa nay nguyên gia đình bông lúa đồng tháo kéo lên đây luôn. Này à. Con bé này là gì? Bé heo. À, bác Sáu chuẩn. Bác Sáu đang chuẩn bị gì trong đây đây? Con chào bác Sáu. Rồi. Xác chuối cây. Chuối cây. Bữa nay lên đông nha, nguyên team bông lúa Đồng Tháp lên đây luôn nha bác. Rồi, bữa tới hả? Rồi, bữa này là bắp chuối. Chị dân công ra đây, vừa làm món gì? Cà. Rau nhúc. Rau càng cua. Nay bác Sáu đãi mới gọi cá lóc con chuồi. Cá lóc con chuồi, ngon gà. Gà nấu cháo. Gà nấu cháo, trộn gỏi chuối cây phải không? Cây. Rồi à. Nấu mắm nữa. Quá à ba ơi. Dữ lắm rồi. Bội thu rồi. Thịt gì, thịt bò gì đó, thịt bò xào gì đó. Nữa hả? Còn nữa hả? Còn nữa. Thịt trâu, thịt bò gì, xào gì đó. Xào gì? Trời ơi, món dữ không à. À có chị Út nghe cho nhà, nhưng mà chị Út rất là mắc cỡ, chị Út không chịu lên clip. Ăn cá cho bá. Cá này anh Nguyễn câu. Quá trời cá đang ngon. Con này hơi ốm nha. Con này nó theo cá. Con này hơi ốm mà con này uống à. Nó bự đánh dễ nó khác rồi ha. Và cứng. Ở chừng dơ bộ đồ mới nghe, anh Hùng với Giang. Có món ngon, dơ bộ đồ cũng không sao. Cá này làm gì chắc nướng than quá ta. Nướng than. Cá bự làm cũng khó. Cứng, như vậy nó cứng. Nó nặng dữ lắm rồi, nó lượt nè, cái nặng, vậy nó cứng. Đưa em làm cá này coi như thôi rồi. Thấy chưa, con cạo thấy mạnh không? Vì mình nó còn không chốc nữa đó. Đấy. Này nghe mùi thơm là sẽ ăn được rồi. Đừng không có để nó mềm là hư đó. À, nghe thơm là sẽ ăn được. Đúng là 16 sạch xả nè. Đi tới đâu vẫn là 16 sạch xả. Sao không? Chú đi tới đâu rồi chú vẫn là 6. Ta nói thường thường là 6 sạch xả. Bữa nay vui nè, đông tụ họp anh em đầy đủ. Nhưng mà thiếu Dưỡng Sáu. Sáu thì anh Long nè. Cái này là nấu lẩu mắm. Ờ, cá làm lẩu mắm cũng ngon, mình thấy. Cá tra khủng. Cứ vừa. Cá này chắc có 3kg hơn anh Nguyễn. Cá này hả? Hả? 4kg mấy nha. Trời, trời nội có phanh nó 1kg mấy rồi đó. Miếng này không à. Úp. Miếng trắng trắng này không là thấy cỡ nào ấy. Ừ. Nhiều đó thôi đấy. Nhiều đó là nấu rồi. Rồi. Ừ, giúp phần thêm không? Bơm cứ nó cũng giúp thêm. Đó mình như nó bị thiếu phân luôn. Cá này có này có mỡ ha. Giống bà Mỹ quá ha. Giống bà Mỹ. Cứ tưởng tượng đi anh, hồi nào anh tưởng tượng nó là bò Mỹ. Bữa nay toàn món ngon không cả nhà ơi, bữa nay tới 3-4 món gì lận. Đây là chị Út nè cả nhà, em chào chị Út nha chị Út. Bữa nay mới chịu xuất hiện đó trời. Tết mà tết. Mình lên hình mình ngại đó. Mấy chục ngàn khán giả yêu cầu rồi chị Út mà chị Út không. Bây giờ anh Út làm món gì vậy anh Út?
tới món gì đây? Lẩu mắm. Lẩu mắm. Dũng có mới dùng ba cái dĩa út dùng mấy cái bọt dừa. Để xíu mình lấy hàng này mình nướng cá luôn. Xong anh Hùng. Xong anh Hùng làm cá xong luôn. Cá này là mình nướng. Chị anh Tư nha. Anh Tư là anh rể hả? Anh rể của anh Nguyện. Ủa mình cá này mình nhảy luôn vậy đó hả? Lẩu lẩu mắm anh Hùng. Tiếp tục bây giờ. Nước mắm lược sẵn rồi, chị Út lược sẵn luôn rồi. Trời ơi, nãy giờ con quay rồi bác Sáu ơi. Cháo cháo Sáu nấu sẵn, cháo gà. Cái đó là mắm này của bác Sáu làm luôn nè. Mình lược rồi chứ mình chỉ nước thịt thôi mà. Nóng hay là mình xíu mình nướng. Bác Sáu sẽ trộn gỏi. Con thấy nồi cháo rồi nhiều dữ lắm luôn. Dạ hả? Ngon không? Mình cháo là đặc biệt rồi đó. Chưa ăn sao? Ngồi ăn. Gỏi chuối cây. Ủa gà đâu? Con chưa thấy gà luôn. Gà đâu rồi? Gà nó cũng mái vậy. Hả? Gà cũng mái. Cũng mái, anh em vô chưa biết nè. Cái này cũng mái. Cái phần bắp chuối với lại này nè, hồi mình ăn lẩu mắm. Bác Sáu trộn gỏi trước. Còn con gà đang cúng ngoài, cúng xong mới lấy vô xé. Cô giới thiệu món này chưa ta? Rồi không? Thịt trâu. Châu xào lăng phải không? Không, sâu xào tương hợp. Đây tương hợp. Thịt châu xào tương hợp. Thịt châu này mình nên chọn thịt như thế nào vậy anh Lúc? Nếu muốn ngon thì mình chọn bắp nó ngon. Thích ăn, phải ăn thích ăn bắp. Nhưng mà có gì mình làm cái nấy. Dọn ra sân đi. Cái xương bỏ vô trước. Cái xương ngọt. Cá này. Con này là anh sẽ ướp gia vị vô. Hành tím, đường, muối, bột ngọt. Có bỏ muối không? Có một ít. Đứng ngay chân chỗ đó nó nóng phải không? Sang lửa qua cho nút làm cái món thịt trâu.
Em đã phát hiện hai con gà nó đang ở đâu rồi. Đang ngoài hai chiếc máy cạy ngoài. Hồi đó thế nào cũng cái thịt mình chín luôn là kia cái lớp à. Yên tâm đi. Được không Út? Nó thẳng ra chứ nó không có cong mày kìa. Cái nào là hai chắc ăn. Ăn cái này bị dư khổ rồi. Cá nó bự quá. Câu chi mà ăn cá bự dữ thần nướng nó dư cái lò nó nướng chết luôn. Không mà nghĩ không sao, nó lói cái đuôi chút xíu hồi cái mình lấy vô không được. Cái đó là cũng nóng quá. Con cá mập là con cá cái hả? Con cá ốm là con cá đực hả? Vậy là con cá này nó đi theo con cá này. Cá này đi theo cái nè. Nè, cái con cá ốm này nó đi theo con cá này nè cả nhà, cho nên là nó đi theo cái cho nên nó mới ốm nè. Anh nói con cá đi theo gái đó. Gái đó. Rõ ràng là cặp hai chồng ta, gái ta gì đây. Ta mà chiên ta nướng ta biết. Bỏ cà với ô anh lên xong đó. Xong được món không? Bắt qua đi. Ngày hôm qua có anh kia anh coi clip, anh thấy mình ăn cá quả, anh nói nên ăn thêm thịt heo để cho có chất dinh dưỡng. Bữa nay mình không ăn thịt heo, mình ăn thịt trâu. Cá là dinh dưỡng tốt lắm, mới giỡn nè. Trời, là xong anh Hùng. Rồi, xong món của anh Hùng. Chút xíu rồi nhé. Chúc anh may mắn. Chờ nhận xét của mọi người. Phải ngon thôi. Ghê vậy. Tự tin vậy đi. Nhưng ta mình vô có gì để tự ủng hộ cho. Vàng không? Vàng nha. Quá đẹp. Đúng rồi. Xong cái gì tụt? Không được. Chưa chưa đâu, nắm kéo lên chút gì. Bữa nay sao ai yêu cầu nướng kiểu này, bình thường mình nướng ấy mà, nướng nguyên con nương da. Gì nè. Gì nó ngon. Cực chút ngon. Mẹ mình kia làm á. Ra ngoài chút. Kéo kéo con bánh chút con bánh nè. Con bự á, con bánh chút. Xô xô cái gì cơ. Lấy đá mình chứa được nè. Chưa thấy được cái da của nó có vàng cỡ nào, nó xíu ra ngoài mình coi cái nhà trong cái bếp này nó hơi tối. Cá chở không nổi luôn, quá bự. Cá nhỏ quá. Dạ. Chết rồi đó. Đó. Con này. Cái này cái họ quết mà hành vô. Thì cái mình đóng cái bè cái mình thả.
chạy về dưới trước. Đem xong hả? Em chạy về nhà trước nha. Đón hả? Xuống dưới nước hứng. Xuống dưới nước hứng đi. Chồng. Đây. Cái này tôi theo đội anh Tư nha. Cái thằng theo đội anh Tư nha. Cái này chở lẹ quá. Cái này giờ ăn liền được cái này. Mùi hai con gà này da nó vàng. Da nó vàng quá trời luôn. Gà này chắc gà nuôi nhà hả chú? Da nó vàng. Nhìn ngon ha. Mấy trái cả của anh hả? Bóc dĩa đi. Cái nướng hả? Trông vui y chang là. Ủa cái vụ gì hai con cá này dính chưa mà đậy nắp vậy? Nguyễn? Chưa. Cắt. Vì bữa này là mình ăn cái món cá úp hào hả? Cá lóc úp hào. Đậy lại sợ cái mùi thơm bên đó chịu không nổi, nó đắp vô rồi. Lấy áp nè. Anh Nguyễn còn một món nữa cả nhà, anh Nguyễn sẽ làm luôn cái món trâu xào tương hộp, cái nữa là mình nhập tiệc. Cái này mình có lọc ăn lúc rồi. Quá thơm. Cái này chắc cũng khoảng cỡ 2 kg thịt rồi trời. Chị xào chín ra nãy nè. Ba Nguyễn lựa cái món này đơn giản thôi ta. Thằng Cúc ơi. Khu nhà đèn chị. Nhảy rồi. Làm nín nè, đẹp chưa? Chợ sáng, chợ sáng, chợ sáng. Quá đẹp rồi. Ủa. Công nhận người đẹp mình nướng cá cũng đẹp nữa kìa. Hết hồn hà. Rồi chín chưa? Rồi chín chưa? Chín rồi đó. Chín rồi đem ra luôn cái này. Nứt đầu luôn. Nắm chặt. Đem cái đó, ốc chặt. Rồi. Hồi nãy lấy cái ghế, lấy cái bàn ca dài đó, cái thuyền dài đó. Đem đây cắt để đồ rồi đó. Rồi là dọn ra. Không chín rồi. Chưa. Nhưng chén để đâu mà? Dạ. Cá để cho nó nóng chút đi, chờ cái chảo chín cái mình xuống lượt luôn. Xuống lượt luôn cho nó lượt luôn cho con cá còn nóng không? Cái đó. Tùy cái đó là tùy đầu bếp thôi. Bỏ gì vô? Để xuống đi qua để mà lấy cái máy luôn coi. Chắc nó hành á. Cá lóc hả? Lấy à. Đi xuống vào. Xuống. Xài á. Xuống hả? Dạ, xuống chắc xuống luôn. Dữ lắm, cá bự này ngon. Ngồi nữa cái con cá này để mé nào thì con ngồi mé nó nha. Được Út lên hình Út. Ra món trâu xào tương. Quá dữ. Ừ. Dính. Thịt trâu này chắc anh Nguyễn mua bên Long An về quá. Biết nha, tình hình thì Long An. Đã nãy cameraman nói rồi. Ok. Không có gì thoát khỏi được cặp mắt của em. Rồi bữa nay mình sẽ ăn tiệc trên nhà của anh Út nha cả nhà. Mít gỏi gà chuối cây cá lóc úp hao quét mỡ hành
À, cái gì quên nữa rồi, trâu xào tương hột với lại lẩu mắm. Bắt lửa lên sao? Lẩu mắm với lại cá tra, dưa hấu. Nhà anh Nguyễn cũng có trồng dưa hấu nữa. Dưa hấu hôm bữa nhà mình trồng là của bác Sáu cho cây giống á cả nhà. Dưa, mình có la chén miệng là dưa hấu rồi, nữa. Đủ chưa? Mời hết cả nhà cùng thưởng thức bữa tiệc thân mật với gia đình anh Út nha cả nhà ơi. Mùng 9 Tết. Bữa nay coi như nhà mình ăn Tết muộn rồi ha. Nay mời các bạn tới cũng vui đi. Vô. Ghê trời, ba em là bạn luôn. Mẹ ơi, cũng chúc hai bác Sáu gia đình Nguyễn sức khỏe năm mới nhiều sức khỏe. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cả nhà, mời hai bác Sáu. Năm mới chúc hai bác Sáu thật nhiều niềm vui và sức khỏe nè nha. Thật nhiều. Rồi, thưởng thức món ăn của mình đi. Trâu xào tương, thịt trâu xào tương. Ủa cái này sao có để rồi chưa? Chưa bỏ cá. Có rồi. Mời cả nhà miếng thịt trâu xào tương nha cả nhà. Ngon. Trâu nó ngọt. Đấy. Ngon quá cả nhà ơi. Vô 2, 3 vô. Happy New Year. Sao không bia được luôn nha. Chị Út vô cái vô với Út cái rồi chị Út. Chúc bạn hai hạnh phúc. Cái loại lẩu mắm của mình nó sôi quá trời luôn rồi kìa. Mà cái nhà miếng cá lóc nướng. Mời cái nhà gỏi gà. Âm thanh có được chưa anh Út? Âm thanh mình có tiễn được chưa? Rồi. Có không? Mày cho camera cao dữ luôn. Trời em ca cái sập sân khấu. Mẹ có sân khấu được sao? Wow, cái con nướng mà hành này tự nhiên ngon. Cá lóc ấp hào. Ấp hào quên, thuốc là thuốc quên hoài. Này món lạ. Cá lóc ấp chút. Úp vẽ cá cho bác Sáu. Đây, mời cả nhà. Bác Sáu mình là gỏi gà chú cây. Bác Sáu mình thích thịt trâu xào. Bác Sáu trai. Gà nó vàng ông nội ơi. Vô bác Sáu. Nhiều món quá. Mà mấy cái xương không à, chưa có bỏ cá vô. Bởi vậy nãy giờ á bắt hỏi bỏ cá chưa nào bỏ rồi. Cá này nhanh lắm, xôi gì để vô là nó tái liền. Đen bên một cái nó màu. Đấy con tí. À, mấy bên này con không có đi. Chị Út đang đi. Con mới đi bên này á. Bán cá. Nãy bớt là nhỏ anh tắt. Có bún nữa nè mọi người, lẩu mắm mình ăn với bún nè. Dứt. Nốt kìa. Tới vậy nè, tới chân đi. Ai ăn lẩu mắm thì liên hệ ông Sáu nha. Ông Sáu bán cho. Đúng luôn. Anh Út bán cho em chén anh Út. Bán cho tiền nha. Căng. Trời nhân nhớ kỹ. Cá chín nó phải ăn mấy cái xương á, cá chín là xương với lại rau đồ á, dạ. Ê, có nghe. Ủa? Rau đâu không thấy vậy? Bên kia sao? Không đem ra vô hả? Còn có hả? Nguyễn ơi Nguyễn. Hả? Còn cốt mình khoái ngớt lắm Nguyễn ơi. Đây ăn ngớt đây. Anh nấu ăn không? Múc cho. Con ăn đi nhờ chứ. Tôi cũng làm chén. Ngon quá, cái mắm này có Sáu làm thơm nè. Thơm hả? Nghe thơm cực kỳ luôn. Nói chung là lẩu là con chịu à. Hồi đó thì bắt chịu bước ăn lẩu mắm. Đó bên này ăn thử cho bác Sáu. Rồi. Ngon. Sao nghe nó ngon lắm.
Mắm mà vậy mà bắt mắm chân mới chịu ăn nha, mà mắm to không biết ăn. Sao ăn cháo đi. Ăn cháo nè. Cháo gà. Ăn cháo nữa mèo. Mèo ăn cháo nữa hả? Cái bữa bắt lên nó ăn ở trên con tôm bớt, bớt đó. Ra bà. Nó ăn cháo quá trời ngon. Cái này bắt đầu xương xuống là cái bông, bắt đầu xương xuống là cái bông này nó tỏ hương rất là thơm luôn. Khách mời của anh Nguyễn nha. Đây là cậu của Nguyễn. Cậu Nguyễn á. Cậu ruột luôn hả? Cậu ruột á. Em của mẹ đó. Dạ em chào cậu. Lẩu mắm ngon ha anh Tư. Thôi. Anh Tư ít nói chuyện quá. Không biết hỏi anh Tư vô Dài Loan anh Tư sao chứ giờ thấy anh Tư dữ lắm ít nói chuyện luôn á. Em đem anh Tư vừa ăn không anh Tư? Em đem anh vừa ăn không? Lẩu mắm anh Hùng nấu á. Thơm hả? Lẩu mắm ngon chứ. Anh Hùng nấu đó. Đậu một giá nó cực kỳ ngon. Anh làm nói giờ mới chán. Vô. Thôi. Cậu chơi không? Chúng mới được. Vô heo với mèo. Vô. Không tới. Không tới. Nói sáu vô ngồi đó hả? Được. Đại đi. Đi hoài. Nãy giờ quên cũng giống sáu đi trời. Được. Thôi ha. Bực mà nó nhậu quá nó tắt. Tắt mấy con cá này à. Ngày gì bảy hả? Hả? Đi vòng vòng. Thấy không? Nó dữ không ngoan. Hai chục ở trời nó dày. Cá này nó dày. Cá động. Hết rồi biết rồi. Bốn con mà bốn chứ tám. Bông nữa nè. Cái hả? Chị mới bán 4 con 4 ký 8 hả? Bạn còn hơn ký. Nhỏ hơn nó rồi, còn con ký. Mà hên chứ bà bảy bà hên. Hình như đi qua bả này vậy là có chút cho bà bả. Ủa mà đâu bọn nó lại. Cỡ. Cỡ hả? Cũng vô nhà đi, lên. Lên ơi. Bái cọ. Mắc cười quá. Quá trời đông vui luôn rồi. Lâu lâu có dịp mà nhậu nhà Út Nguyễn mời tôi, có mời tôi qua cô ơi. Rồi vô. Vô, vô cái nhà. Cô ơi. Vô. Vô. Có cái anh này là thấy vui rồi đó nha. Thấy vui rồi đó nha. Ủa cái này là em của anh Nguyễn hả chị? Không, nhảy luôn mà. Nguyễn. Giới thiệu khách mời. Đây bạn anh. Bạn Vĩnh Long, bạn Vĩnh Long. Vĩnh Long, đây cậu ruột anh. Cậu ruột, biết rồi, biết cậu rồi. Đây bạn lượm. Tên cú quắc nữa. Không, đầy đủ là tên cu lượm. Vậy sao uống trời. Trời dấp quá, mấy anh uống dấp quá. Bót nhanh quá trời, bọt không. Chọn giống thuốc đi. Sáu kìa, lấy đồ ăn cho sáu. Bác, cháu bác. Không có đổi đổ món. Đây đây đây, đổi món cho sáu. Thử món này qua. Nó có cái mặt nó gì gì. Cái lon còn nước không? Ăn mắm không mẹ? Mắm ngon lắm nè bé mèo. Mắm ngon cực kỳ luôn á. Mắm này nghe thơm quá trời thơm. Nước tương, đổ chấm bát. Chấm bát đi. Chấm chấm. Đưa 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 đưa. Dễ chán quá chừng luôn. Anh sẽ biết cảm nhận khi ăn món đó. Trời wow. Hay quá anh ơi. Sao bữa giờ không ngủ ảnh vậy? Vậy ta. Nè, anh em có lý qua vô cái trời. Cái này giống như là truyền nhân của Dưỡng Sáu ở kế nhà Dưỡng Sáu với Vĩnh Long hay gì nè. Dạ Vĩnh Long luôn bạn. Trung đỉnh hả? Trung đỉnh với sao mập hả? Trung đỉnh. Hay quá anh ơi. Rồi vô vô nào. Vô. 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 Vô sao? Sao mà chán cái coi trời. Vô. Không ai khen đồ ăn ngon vậy chứ ta. Bữa nay đồ ăn không ngon hay cũng ai khen chứ nha. Cái này
Ngồi đây với đó mà nó mắm lẩu mắm ngon. Ngon mới sợ. Chưa gớ được miếng nào chưa? Mới ăn có miếng mít à. Hả? Thì chi bởi nó lẩu ngon mà. Cá lóc bự ăn nó khác, nó dai mà nó ngọt. Cực kỳ ngon. Ô cái mé bên đây là con cá lóc ốm ăn cá lóc mập à? Cá lóc mập ăn với thằng. À vậy hồi em ngồi kế anh Hùng. Ăn có mắm không con? Để ý. Nó ngon quá ngon. Thấy vẻ dài quá trời. Dài. Thằng chắc lỗ bún lỗ bún. Nào ông nào. Nướng cái chín rồi thằng. Thiếu luôn ha. Đó đâu ai vô cầm. Ốp nhờ ốp thao ngon. Cái lâu Nguyễn qua nó dính. Tao bự cái dàn dây. Cá này là anh Nguyễn câu từ anh Nguyễn cá là câu từ Tân Hưng Long An đem về hả? Bữa nay mình đổi hướng mình ăn cá Long An mọi người ơi, chứ không phải cá Đồng Tháp nha. Mới nói vợ có bầu cái đụng nó trời mày hay ăn cá mình cũng cái thôi mời 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 đi mời 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 cũng nha cũng nha đuôi hai ba đuôi nhớ mời anh cái hôm giờ nó còn uống thế trà hôm mấy đồng ghê vậy, vậy? Nhà hai đứa bé rồi với Nguyễn hôm tiêu rồi. Đâu có hôm chạy trước rồi. Chạy rồi. Bác Sáu kìa, bác Sáu nãy giờ em vô à. Trên anh Hùng, lẩu mắm anh Hùng nấu. Trên cô ba nè. Dạ cảm ơn. Dạ, Nguyễn nha. Nguyễn. Mình tự nhiên đi. Cái nào cũng hay không, cái nào cũng hao. Rồi cuối cùng lên nào chắc có mấy. Hôm nay nè. Bà, lại chưa? Vô mọi cái nhà. Trong ba hả? Qua rồi. Vô rồi. Vô đúng ngày cho nhà chúng ta. Đã anh Từ lên tiếng rồi, anh Từ lên tiếng rồi. Vô cái thúc ngày chắc hả? Bắp chuối với chuối kỳ sắc nó cười. Cái tay á. Ủa chú gấp rồi đấy, cái tay chú bóc á. Bóc đại đi, bóc đại đó. Chị mới chịu à. Không. Bà gặp đối thủ rồi. Đối thủ rồi. Rồi mời cả nhà ơi. Cái này bể tao. Rồi coi chấm nhiễu á. Mời cả nhà, mời cả nhà. Rồi, một lần nữa hàng mời cả nhà nha. 2 3. Rồi cũng để cho mọi người tiếp tục quay ra cả nhà ơi. Kết thúc clip ở đây nha. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào các clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Dạ chưa chân bác Sáu chuẩn bị ly chưa? Con sẵn trước. Là con lên đây hoài luôn đó cho bác Sáu biết á. Lên đi. Hai chồng là vui lắm, khoái lắm.